Oscar goes to Rami Malek. Rami Malek đã trở thành hiện tượng trong làng điện ảnh Hollywood vào đầu năm nay sau khi đạt tượng vàng Oscar cho vai diễn Freddie Mercury trong bộ phim Bohemian Rhapsody. Bộ phim cũng đã mang về cho Rami Malek không ít giải thưởng. Trước đó anh từng được sướng tên tại các giải Quả Cầu Vàng, BAFTA, Vệ Tinh, Quốc tế AACTA và giải thưởng nghiệp đoàn diễn viên màn ảnh SAG. Tôi đã có một số cuộc thảo luận với đạo diễn Cary Fukunaga, một con người thông minh, và anh ấy sẽ làm điều gì đó thực sự đặc biệt với bộ phim này. Và tôi nghĩ chúng tôi sẽ có một góc nhìn độc đáo về nhân vật tôi thủ vai, tôi sẽ đóng như thế nào. Ở trong phần phim thứ 25 này, nhân vật phản diện sẽ được ngôi sao của Bohemian Rhapsody Rami Malek thủ vai. Anh sẽ cùng với các diễn viên Ana de Armas, Dali Bensala, Lashana Lynch và David Dencik lần đầu tiên xuất hiện trong loạt phim điệp viên nổi tiếng này.